Rồi, chào tất cả các mục thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 22 tháng 6. Thì video này cho mình tổng cộng ở đây có là 22 mẫu cần. Thì giới thiệu sơ lược những dòng ISO cần xúc, cần dây trong, có Scorpion như này, cần một khúc cho anh em cosic cơ biển. Đây, cần của đáy nha. Cần cắm gốc ngọn đặc thủy tinh. Một số cần lưu thì có máy đứng, máy ngang, độ dài cần từ 1m8 cho tới 2m7. Một số cần hai chi cho anh em cung ngâm cô đơn. Đây, cô bè nha, có đánh bạo lực, có những dòng đánh tra đến chim. Hai ngọn nha, ba khúc và hai khúc, độ cứng là từ 30 đến 120. Thì chốt đơn cái liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534 779. Anh em cứ thắc mắc nha, hoặc muốn chốt những đơn như là máy, nhái, hơi, cước này kia từ cái box Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình hết ạ. Rồi ship code toàn quốc là 30.000 một đơn. Thì hàng Nhật Bản thì em sẽ báo rõ tình trạng cần. Có một số thì sẽ xước sát và thay đổi phụ kiện này kia, thì em sẽ báo rõ cho mình nha. Thì mã số 1 ở đây sẽ có một con cần là dạng cần ISO, ISO khoang lớn dạng cần xúc nha. Con này độ dài con này là 3m, độ cứng 15. Con này hàng có bên làng Korea nha, xuất thị trường Nhật cần là cần carbon. Đây có tem vàng đầy đủ này. Nắp chụp con này thì xoay bằng inox. Bát con này là bắt gập Fuji F6, dạng khoen thì là dạng khoen lớn nha. Này khoen Fuji khoen lớn. Độ cứng 15 thì ngọn cần ta đo cho mình tầm khoảng vào 2 ly nha, 2 ly. Ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 này và có 2 phần chạy cho mình. Phôi của mình là phôi carbon xoắn vân. Đây, tổng thể thế này. Nó sẽ sức dăm như này, sức dăm sẽ sơ theo cần thôi. Còn lóng lít thì còn ok hết, cần sẽ kèm cho mình là 3 lóng, 3 mét nha, 3 lóng cho mình ạ. Đây khoen Fuji xứ xám. Đây tổng thể thế này. Đây thì có cái đường rạn thôi nha, cái không phải nứt luôn. Rồi khoen ok hết. Trọng lượng con này nhẹ 160g, ngọn 2 ly, mã số 1, giá 500 nha, 500.000 ạ. Mã số 2 thì ở đây sẽ có một con ISO, ISO khoen nhỏ carbon như này. Đây, con này ISO khoen nhỏ carbon nha. Độ dài con này là 5m4, độ cứng 2 của dòng Hibiki, nội địa Nhật. Đây tem vàng đầy đủ nha. Con này thì bát có mình là bát hãng nha. Đây bát là bát hãng và dàn khoen của mình là khoen hãng luôn. Đây nội địa Nhật Bản. Ngọn cần thì đo cho mình, nó rơi cho mình tầm khoảng vào 1.2 ly. Thì ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 này, 2 và 3 khoen chạy nha. Phôi carbon xoắn vân. Con này bên đây vẫn hỗ trợ hạ cần tay. Lóng thứ hai sẽ có 1 khoen chạy. Thì hạ tay rơi cho mình tầm khoảng từ 3-5H. Nói chung là cần ra thẳng nha. Đây thẳng cho mình. Đây cho lóng liếc ok này. Đây nói chung khoen bắt thường á, khoen bắt hãng á thì em sẽ để cho mình giá tốt hơn là khoen bắt Fuji nha. Rồi 5m4 độ cứng 2, hàng nội địa Nhật. Con này trọng lượng thì cân được là 210g, mã số 2. Giá con này là giá 400 nha, 400.000. Thì sau này nó có gắn cho mình sẵn một cái dây cho buộc bảo hiểm này. Còn đa số hàng Nhật thì không có. Nhưng con số 3 này nha, họ ISO thì không có thì nên về em chế nha. Nên mà buộc cái thẻo xong này dễ thôi, chúng mình chế cái đồ nó đơn giản hết. Tiếp theo thì mã số 3 thì sẽ có một con cái ISO khoen nhỏ carbon. Con này thì của hãng là NFT. Độ dài con này là 4m8. 4m8 thì kèm 6 lóng. Độ cứng con này thì độ cứng 1 nha. Đây độ cứng 1, chỗ này thì dính keo nha. Keo thì mình lau nó sạch thôi. Hàng về là chưa có vệ sinh lắm. Pad Fuji F7 của dòng Powerlove, phôi hay da toàn thân này. Phôi da toàn thân nha, tổng thể thì có sức dăm. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji thì nó sẽ lai một cái đầu Fuji xứ xám, còn lại là dàn khoen xích nha. Đây khoen xích hết. Con này hạ tay sẽ ra cho mình tầm khoảng vào 3H, ngọn cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1 ly. Ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 này và 2 khoen chạy nha. Con này trừ cái lóng ngọn của mình là carbon xoắn vân. Cái lóng ngọn và lóng thứ hai nha, là carbon xoắn vân này. Còn tất cả các lóng còn lại của mình á đều là phôi hay da hết. Thì tổng thể thì hàng Nhật Bản thì đã qua sử dụng thì nó có sức dăm. Đây có sức dăm sơ tới lóng này. Còn lại thì không ảnh hưởng gì nha. Chỗ phôi phía thì còn đẹp 4m8. Cái size 4m8 này thì Rosic Mezen là được rồi. Đây, có sức dăm sơ nha. Rồi tất cả các lóng của mình là carbon xoắn hay da, trừ lóng ngọn và lóng thứ hai trên ngọn xuống thôi. Đây phôi hay da hết. 4m8 cứng 1. Hàng nội địa Nhật, trọng lượng con này là 170g, mã số 3, giá còn là giá 800 nha, 800.000 ạ, người FT. Số 4 thì sẽ có một con cần xúc, con này là cần xúc cần lục nha, cần lục cho đánh lục đầu cần, đánh gần bờ này, tổng thể thế này. Con này độ dài của cần là 3m6, độ cứng là 25, 25 thì ra cho mình tầm cộng với EX, đánh lục đầu cần gần bờ, nắp chụp thì xoay bằng inox. Thì bát con này là bát thường nha, đây bát con này là bát thường, và dàn khoen này dàn khoen thường nha. Khoen đề ba là khoen gập cho mình. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Con này khoen bắt hãng thì con này mình đánh lục đầu cần, mình câu ngâm câu đơn được này. Đây chung các lóng ở trong thì còn đẹp hết. Những cái dòng này em muốn hạ cần tay đáy bộ lực á thì bên em vẫn hỗ trợ hạ nha. Đây đóng bị chống nổi này. Con này hạ tay tầm khoảng 10H á, rất là cứng. Rồi dàn khoen của mình là khoen bắt thường 3.6, độ cứng là 25. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 300g,
thì mà tương đối nhẹ, mã số 4 giá 500.000. Đây 500 nha. Mã số 5 ạ. Số 5 thì sẽ có một con cần lục, con này dạng cũng là cần súc, cần lục cho mình. Con này thì khoen là khoen lớn nha, không phải là khoen gập. Con này của hãng là Suyumi. Đây Suyumi dòng súc Caster. Độ dài con này là 3.9. Hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Đây có tem vàng đầy đủ hết. Sau này thì đã được làm nhám nha, lắp chụp thì xoay vặn cho mình. Đây, nước sơn thì màu trắng và màu xanh. Bắt gặp Fuji F7, khoen con này là khoen Fuji. Đây khoen Fuji là xì đất xám nha. Khoen thì ở đây sẽ có một cái khoen nó dấu hiệu nước chân thôi, còn lại thì ok hết. Thì con này ngọn cần cái đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 25. Thì ngọn sẽ kèm cho mình là có một và có hai khuyên chạy này. Đây, cái ngọn trên này thì nó sơn màu trắng, còn dưới này thì màu xanh. Ở trong ngọn này thì ngọn zin đâu cần nha. Tại cái hàng này nó về rất là nhiều. Ngọn zin như vậy hết ạ. Đây, cái lóng của nó này. Phôi carbon xoắn vân. Đây, tổng thể thế này. Sức dâm nha. Đóng sơ mi chống nổ. Độ dài 3.9, độ cứng là 25. Cho nên mình cô ngâm cô đơn nha, đánh lọc độ cần đều được. Trọng lượng con này thì cân được là 370g, mã số 5 nha anh em. Giá con này là giá 700 nha. 700.000 ạ. Đây, Suyumi 3.9 cứng 25. Rồi, tiếp theo thì mã số 6. Số 6 thì đây sẽ có một con cần lục luôn. Con này của hãng Ryobi nha anh em. Độ dài con này là 4.5, độ cứng là 25, tầm khoảng EX tính theo cần C nha. Con này hàng cũng là Korea xuất Nhật này, có mã code nha. Và cái tem vàng đầy đủ ở đây. Tổng thể thế này. Bắt gặp Fuji F7, khoen con này là khoen Fuji xứ xám nha. Khoen đề ba là khoen gập, nó sẽ kèm là 2 4 5. 5 khoen và buộc đồ bu. Con này đi kèm cho mình là 5 lóng, ngọn cần thì đo cho mình là tầm khoảng vào 2.4 ly. Đây ngọn sẽ kèm một này, có hai khoen chạy nha. Đây 1 và 2 khoen chạy. Phôi carbon xoắn vân. Đây phôi carbon xoắn vân hết nha. Nước sơn thì màu xanh lợt. Còn rất đẹp, Ryobi hàng Korea. Thì cứng 25 thì tầm khoảng EX. Cho nên mình bắt á, đánh lục độ cần, đánh gần bờ này. Đây, gãy đầu độ cần cho mình nha. Cho đánh lục rất là dễ, dễ ăn cá rồi. Rồi dàn khoen Fuji xứ xám, khoen đẹp nha, không lỗi. Bắt gặp Fuji F7 4.5 cứng 25, trọng lượng con này là 420g, mã số 6. Giá con này là giá 800 nha này. Đây, giá 800 nghìn nha. Tiếp theo mã số 7 thì ở đây sẽ có một con cường dây trong hai khúc, còn là thì bán phôi như này. Phôi cho nên mình về mình lên khoen nha. Mình lên khoen mình đánh cá tra, cá chim, đánh bộ lực được này. Con này thì cần hai khúc, dây trong của hãng là Sanwa, hàng Korea, độ dài là 2.7. 2.7 nha, đi kèm cho hai khúc. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 3.5 ly. Đây ngọn cần là ngọn 3.5 ly nha. Độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng 80. Đây độ cứng 80 nha. Con này thì rất là cứng. 80 thì mình lên khoen mà đánh cá tra, cá chim, đánh bộ lực được rồi. Tay cầm bằng cán mút và pad là bất vặn này, Fuji chữ vàng. Tay cầm bằng cán mút sau này nó sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm luôn. Tổng thể thế này. Thật là cần hai khúc nha. Khoen pad Fuji hết. 2.7 trọng lượng con này là 310g, mã số 7, giá 500. 500.000 nha. Mã số 8. Số 8 thì ở đây sẽ có một con này là cần lưu như này, cần lưu dây trong một khúc nha. Đây cần lưu dây trong một khúc cho mình. Cần này thì của hãng C nha, Shimano. Đây có dòng Scorpion như này. Đây Scorpion nội địa Nhật nha, made in Japan. Đây Japan cho mình. Có này độ dài của cần là 75.8, 5.8 là 1m74 nha. Đây độ dài con này là 5.8 là 1m74 nha. Có này độ cứng của cần ra cho mình tầm khoảng vào ML, thông số tại mồi từ 7 đến 14 gram, tại cá từ 4 đến 12 lp, mắt tầm khoảng từ 5 đến 6 cái cá. Tay cầm bằng cán mút nha, con này thì máy ngang. Đây dòng Scorpion như này, có bộ cạp cho mình này. Bắt đầu bắt vặn nha. Có này cần dây trong, cần là cần dây trong, cần lô nha. Thì anh em thích thì mình có thể là mình về mình lên khoen cũng được nha. Mình khoen cũng được. Thì nó sẽ hỗ trợ một cái double full shift này. Đây chống xoắn, ngọn cần thì ngọn 3 ly. Trong này con này ML cũng thuộc dạng cảm giác thôi, nó sẽ không cứng lắm nha. Đây lô dây trong. Trong những cái dòng lô một khúc mà Scorpion rất ít nha. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 155g, mã số 8. Giá con này là 750. Đây 750.000. Mã số 9 thì sẽ có một con cần một khúc, con này thì được anh em zip biển như này. Đây anh em zip biển nha, một khúc rất là cứng. Rồi thông số con này như sau. Cần một khúc zip biển, con này thì của dòng là Mazorap như này. Đây của dòng của hãng Mazorap nội địa Nhật. Độ dài con này là 5.8, 1m74 luôn, nó sẽ bằng con này cho mình á. Con này thì thông số zip cho mình á là mát 120g. Line thì tầm khoảng từ 1.5 đến 3 PE nha. Con này Zaran là 7kg. Là tận 7kg nha này. Đi zip biển mà cá tầm khoảng 7kg, thế này mà khỏi vợt nha, mình cẩu luôn.
Ở tay cầm bằng cán mút và pad vặn Fuji này của Mazorap chính hãng, và dàn khoen là dàn khoen Fuxit 3 chân hết. Đây, dàn khoen Fuxit 3 chân. Ngọn con này thì đo cho mình là sát trên này thì ngọn sát trên này luôn nha, là ngọn tầm khoảng 2.5 ly. Đây, tất cả khoen xích hết, phôi carbon xoắn vân. Độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào MH đến H luôn á. Trông rất là cứng nha. Cứng, xích 120 g thì thoải mái cho mình rồi. Đây. Nước sâu được nha. À, tổng thể này rất là cao. Một khúc, con này trọng lượng có cần thì cân được là 180 g, tương đối nhẹ nha, mã số 9, giá 1.600.000 1.600.000 ạ. Đây, anh em đi con đảo hay mình đi biển á, xích con rất là ngon. Tiếp theo mã số là mã số 10 ạ. Số 10 thì đây sẽ có một con cừng cắm gốc. Đây, con cừng cắm gốc như này. Con cừng cắm gốc carbon, con này thì ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh nha. Đây ngọn đặc thủy tinh. Đây ngọn của mình là ngọn đặc như này. Đây ngọn đặc thủy tinh. Thì khoen con này là khoen Fuji. Khoen Fuji dạng là khoen 4 chân này, cực kỳ chắc chắn nha, dạng câu biển. Đây cực kỳ là cứng. Đây hỗ trợ một cái đầu chống xoắn nha. Con này là tay cầm của mình là thì bằng cán mút này, và pad con này pad vặn nha, pad vặn Fuji. Con này thích hợp những anh em mình á, độ dài của cần là 1m7 nha. 1m7 cho mình này câu biển, câu ngâm, câu đáy này. Đây rất là cứng nha. Con này độ cứng của nó thì rơi cho mình tầm khoảng vào 80 đến 100. Còn tính theo cần mà câu zip, câu biển á, câu ngâm, câu đáy thì con này độ cứng nó rơi cho mình tầm khoảng từ H nha này. H là dạng cứng nhất cho mình rồi. Ngọn con này thì ngọn lớn, đo cho mình sát cho trên này là ngọn 3 ly. Cần rất đẹp nha. Đây cần rất là còn mới. Ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh nha. Ngọn đặc thủy tinh để đem tải cá tốt. Cá tầm khoảng từ 15-20 kg tải thoải mái này. Đây cung ngâm câu đáy cho mình. Trọng lượng của cần thì cân được là 350 g, mã số 10, giá con này là giá 700. Đây 700.000 nha. Mã số 11 thì ở đây sẽ có một con cần lua, con này là cần lua 2 khúc máy ngang nha. Con này là cần lưu 2 khúc máy ngang. Cần này thì của dòng là Daiko như này. Đây, cần của hãng ở Daiko nha. Daiko nội địa Nhật. Đây, made in Japan. Con này độ dài của cần là 6 feet. 6 feet là 1m8, độ cứng L. L thì thuộc dạng cảm giác thôi, nó sẽ không cứng lắm. Thông số tải mồi từ 1/8 đến 1/2 OZ, mát tầm khoảng vào 14 g, tải cá từ 6 đến 14 LP. Rơi cho mình tầm khoảng vào 6-7 kg cá cho mình này. Tay cầm có thể bằng cán mút, bắt bắt vặn này, Fuji AK của mà Daiko chính hãng luôn. Dàn khoen Fuji 3 chân, loại sẽ đã xám hết. Đây nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ hết này. Máy ngang nha, máy ngang cho mình. Ngọn cần tôi đo cho mình á là ngọn 1.8 ly. Cần là cần 2 khúc 1.8 máy ngang, độ cứng L của Daiko. Đây rất là nhỏ nhẹ nha. Trọng lượng con này thì cân được là 110 g, mã số 11, giá 750. 750.000 nha. Đây lô Daiko 2 khúc. Daiko thì nó cái đẳng cấp khác cho này. Nó dạng như là nội địa Nhật cái luôn. Hầu như là giống như Gamakatsu á, không có xuất thị trường ạ. Tiếp theo mã số là mã số 12. 12 thì đây sẽ có một con cần lô máy đứng 2 khúc nha này. Đây con cần lô máy đứng 2 khúc nha. Carbon. Độ dài con này là 1m8. Cần lô 2 khúc máy đứng nha. Con này ngọn của cần thì đo được cho mình sát trên này là ngọn 2 ly. Độ cứng con này thì nó cũng ra cho mình tầm khoảng vào ML. Con này khoen thì khoen phát là khoen phát hãng hết. Đây, nước sơn thì màu đen. Thích hợp mình lô lóc, lô chẽm hay đây mình đi biển mình câu mực đồ được này. Đây. Phát con này phát vặn bằng carbon nha. Đây, phát vặn bằng carbon. Tổng thể thế này. Rồi khoen pad là khoen pad thường, cần carbon, cần lưu máy đứng 1m8, độ cứng tầm khoảng và ML. Trọng lượng con này thì cân được là 110 g, mã số 12, giá 400 nha, 400.000 ạ. Mã số 13, ở đây sẽ có một con cần lưu, con này cần lưu máy đứng 2 khúc cho mình luôn. Cần lưu máy đứng 2 khúc, cần này thì của hãng là Ryobi, dòng Ether Channel như này. Độ dài con này là 9 feet nè, là 2m7. Con này phôi của mình là phôi carbon này, xoắn hai da toàn thân luôn. Đây. Carbon xoắn hai da toàn thân, ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly nha. Đây, tất cả khoen khoen của mình là dàn khoen full xích thế này. Đây dàn khoen full xích thế này. Đây, tổng thể thế này. Tay cầm con này thì bằng cán bừng nha, tay bằng cán bừng và pad con này phát vặn nha. Đây phát vặn mấy đốc cho mình luôn. Của Ryobi chính hãng cho mình. Tổng thể thế này. Tay cầm có thể bằng cán bừng, trên này thì bằng carbon. Con này thông số tải mồi cho mình là từ 7 đến 28 g. Con này thì 7-28 g thì em có thể là lùi nhé, hơi này nhé, thật đều được nha. 28 g thì đánh thoải mái rồi. Tất cả khoen các mình là khoen xích. Độ cứng con này thì ra cho mình tầm khoảng M 2m7 Ryobi. Trọng lượng con này thì cân được là 250 g, mã số 13, giá là 1.200.000, 1.200.000 nha. Mã số 14 thì đây sẽ có một con cần Ikeda. Đây con cần Ikeda cô bè nha. Ikeda cô bè. Con này thì cần zin của nó là 1m8. Thì con nó bị hụt cho này. Nó bị hụt thì hiện tại nó hụt cho mình là 15 phân. Thì hiện tại có cần nó còn cho mình được 1m65 thôi. Đây 1m65 nha.
xong cái đai rất là dẻo. Cho đây mình câu bè này, câu bè, câu cá nâu, cá dê, câu tôm càng đều được nha. Thế con này hai cái khoen của nó để ba là hai khoen Fuji. Đây khoen Fuji nha, xứ xám. Ngọn cân thì rất là nhỏ, đo cho mình rơi cho mình tầm khoảng vào 0.5 ly thôi. Rất là nhỏ nha, Ikeda. Cần là cần carbon, con này là cần rút nha. Hiện tại của mình thì nó còn là 1m65. Tay cầm thì bằng cán này, cuốc chỉ và Parapet gập Fuji F5. Trọng lượng con này thì cân được là 80g, ngọn tầm khoảng 0.5-0.6 ly, mã số 14, giá 300.000 nha. 300. Cần carbon như này. 1m65 Ikeda Kobe. Tiếp theo sẽ có một con cần Hechi. Con này thì cần Hechi 2 khúc, mã số 15. Thích hợp cho mình câu bè hoặc câu ngâm. Con này thì của hãng là NFT. Độ dài con này là 2m1. Độ cứng con này thì ra cho mình tầm khoảng từ 60-80. 60-80 thì dạng là bộ lực rồi. Và ngọn của mình thì là ngọn đặc, ngọn tháp này. Ngọn nước sơn màu trắng. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại siêu phát quang nha. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây ngọn của mình là ngọn 2 ly này. Tổng thể thế này. Con này thì mình câu ngâm, nó cho mình cứng 50-80 thì cũng dạng cứng nha. Tay cầm thì ở đây thì bọc mút này và bắt là bên vặn Fuji chữ vàng. Sau này phải có cái cán gỗ, thì bên Nhật người ta đó, cái thằng chủ chức nó xài nó sơn cái màu vàng này cho mình như thế này. Đây, tổng thể này, khoen dạ quang. Trọng lượng của cần thì cân được là 300g, mã số 15. Giá con này là giá 600 nha. Đây 600.000 ạ. Khoen dạ quang thì hỗ trợ này mình có bằng đêm tốt hơn. Nói chung thì mình có thể thấy cần và thấy khoen nha. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần Hechi luôn. Con này cần Hechi 2 khúc. Con này của hãng là Ryobi. Độ dài con này là 2m4. Độ cứng là từ 20-30. Hàng của mình là hàng Korea nha. Xuất Nhật có mã code này. Và cái tem vàng cho mình đầy đủ hết. Thì pack là pack gập Fuji F6. Dàn khoen này dàn khoen Fuji xứ xám hết nè. Đây khoen Fuji xứ xám. Ngọn cần thì là ngọn đặc, ngọn tháp này. Ngọn đặc, ngọn tháp. Ngọn con này thì đo cho mình đó là ngọn tầm khoảng vào 0.8 ly thôi. Đây có đóng semi chống nổ nha. Ngọn 0.8 ly. Dàn khoen Fuji xứ xám. Con này rất là mềm nha, ở trong 2m4 mà cứng tầm khoảng từ 2-30 á thì nó cứng tầm khoảng vào, nó bằng cái con 1m8 cứng 10 cho mình thôi. Cán thì bằng cán gỗ, lại sẽ có một cái lỗ cho nên buộc dây bảo hiểm này. Đây cần là cần carbon nha, của Ryobi. 2m4 trọng lượng con này là 160g, mã số 16. Giá cần là 600 nha. Cái con này là 600.000 ạ. Cần rất là mới và đẹp nha, 2m4 cho mình ạ. Rồi tiếp theo thì mã số 17. 17 thì đây sẽ có một con là 2 khúc cho mình cùng ngâm câu đơn. Cần này thì độ dài con này là 2m4 nha, độ cứng là 30, cần carbon. Đây cần carbon. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, loại sẽ nó đen hết. Con này thì nó bị hụt nha, 2m4 nó hụt cho mình tầm khoảng 5cm nha. Hiện tại nó còn cho mình là 2m35. Thì em sẽ để cho mình giá tốt thôi. Đây là cần carbon. Cho mình câu ngâm câu đơn đánh chép nha. Tổng thể thì có xước thế này, tay cầm căng mút, bắt vặn Fuji DPS. Và dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, ba chân sứ đen hết. Và hiện tại nó còn cho mình là 2m35 nha. Bị hụt sẵn cho mình trước là 5cm rồi. Thì bên đó người ta cũng thay cho mình cái đầu bu Fuji xứ xám rồi. Trọng lượng con này thì cân được là 200g, mã số 17, giá 500 như này. Giá 500.000 nha. Mã số 18. 18 thì có một con cần là 2 khúc. Con này thì cứng bạo lực này. Cho nên đến cá tra, đến cá chim. Đây, đánh quăng mồi lớn nha. Quăng bom cho mình được này. Cần 2 khúc, mã số con này là mã số 18. Độ dài con này là 2m4, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 60-120. Cũng dạng cứng nha, bạo lực rồi. Ngọn cần thì là ngọn đặc, ngọn tháp đây. Ngọn đất sơn màu trắng này. Ngọn con này thì đo sát được cho mình trên này á là ngọn 2.5 ly. Double Fuji xứ xám, còn lại là khoen Fuji ba chân, loại sẽ đã trắng hết này. Đây tổng thể thế này. Phôi carbon xoắn vân nha. Hàng của mình là hàng nội địa Nhật nha. Đây có cái tem vàng cho mình, nó bị xước một xíu rồi. Thì tay cầm con này thì bằng cắn à, được cuốn chỉ hết. Và bát con này thì bắt bằng inox nha. Đây bắt bằng inox. Con này đang bánh cá tra cá chim, đến bộ lực đều được, 2 khúc. Tổng thể thì có sức xâm dâm theo cần thế này. Trọng lượng con này thì cân được là 400g, mã số 18, giá 700 nha, 700.000. Mã 19 thì sẽ có một con cần 2 khúc, con này bạo lực này, con này bạo lực đến biển, đến biển câu ngâm câu đáy cho mình được cái này. Cần 2 khúc của hãng Ryobi. Đây. Ryobi độ dài con này là 2m4, độ cứng là 120. 120 thì anh em đánh bạo lực, đánh cá tra cá bò, cái da trơn tầm khoảng chục 20 kg thoải mái này. Ngọn có đây thì là ngọn đặc, ngọn tháp đây. Đây ngọn đặc, ngọn tháp. Ngọn rất là lớn, ngọn cái này sẽ đo được sát cho mình trên này là ngọn 3.6 ly. Dàn khoen của nó thì dạng như là khoen Fuji nha, dạ quang, khoen của dòng Kenzaki đây quá. Phôi carbon xoắn vân này. Rất là cứng nha, cứng 120. Cán con này thì bằng cán gỗ nha, y chang cái dòng của Kenzaki đây qua cho mình luôn. Con này Ryobi nội địa Nhật như này. Đây nội địa Nhật nha. Tên này thì bằng cán bần. Và bát có đẹp bắt vặn Fuji FPS 22.
2m4 độ cách là 120. Dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, tất cả khoen Fuji giả quang hết, ba chân khoen luôn, ngọn 3.6 ly, đánh bạo lực. Trọng lượng con này thì cân được là 450g, mã số 19, giá là 1 triệu nha. Đây, giá con này giá 1 triệu cho mình ạ. Tiếp theo mã số 20, 20 thì đây sẽ có một cục cờ là hai khúc hai ngọn nha. Đây hai khúc hai ngọn như mình. Carbon. Độ dài con này là 2m7. 2m7 nó có hai ngọn kèm, một ngọn là cứng 50, một ngọn là cứng 80 này. Và phôi của mình là phôi carbon xoắn vân, dàn khoen cũng là dàn khoen Fuji giả quang này, ba chân hết. Ngọn cân thì là ngọn đặt ngọn tháp như này. Đây ngọn của mình thì là ngọn đặt ngọn tháp hết. Một ngọn của cần thì đo được là 2.3 ly. Đây, ngọn cần thì ngọn đặt ngọn tháp, trông phôi fit còn đẹp hết nha. Đây. Con này hai ngọn, một ngọn thì cứng 50, anh em chuyên dùng đánh chép, còn một ngọn cứng 80. Thì đến mẫu lực đánh cá tra, cá chim mà được nha. Tay cầm một cán mút này. Bắt vặn Fuji FPS D22. Đây tổng thể thế này, cần nguyên bản còn mới nha. Và đẹp. Trọng lượng một cần một cúc là 350g. Mã số 20, giá 1.2, 1.2 hai ngọn nha. Đây. Mã số 21, 21 thì sẽ có một cần là 3 khúc, còn này chuyên dụng đánh chép, ao sông hồ tự nhiên được này. Độ dài của cần là 3m3, độ cứng 50 của sòng Power Carbon. Đây, hàng nội địa Nhật cho mình luôn. Ngọn có đây thì ngọn lớn nha, độ cứng 50 nhưng mà ngọn thì đo rất lớn, 3.2 ly. Đóng semi chống nổ. Dàn khoen thì là dàn khoen Fuji nha. Đây Fuji ba chân xứ đen hết. Đây, Fuji ba chân xứ đen cho mình. 3m3 cứng 50. Tay cầm con này thì bằng cán mút và pad là bất vặn này, Fuji chữ vàng. Sau này sẽ cố gắng cho mình một cái dây buộc bảo hiểm luôn. Đây con này có 3 khúc nha. 3 khúc thì nó sẽ gọn hơn 2 khúc cho mình rất là nhiều. Rồi cứng 50 3m3, trọng lượng con này là 380g, ngọn 3.2 ly, mã số là 21, giá 850.000. Cuối cùng mã số 22 ạ, 22 thì ở đây sẽ có một cái là 3 khúc nha. Đây, 3 khúc carbon. Con này của dòng là Sunfit, còn rất là mới này, Sunfit. Double carbon. Độ dài con này là 3m3, độ cứng 60. Đây phôi hai da toàn thân nha. Đây phôi cho nó rất là đẹp. 60 thì nó nhỉnh hơn con kia một xíu thôi. Ở trong ngọn con này thì ngọn lớn, tầm khoảng 3 ly. Đóng semi chống nổ. Khoen thì là khoen Fuji ba chân xứ xám. Đây khoen Fuji ba chân xứ xám này. Tổng thể thế này. Thì đây sẽ có một cái tay cầm của mình là bằng cán mút và pad bất vặn này. Fuji FPS D22B. Tổng thể này. Cái gốc của nó thì nó bằng cái cán mút á, thì nó hơi bị xấu này. Cái này em lấy thì em sẽ hỗ trợ thay cho mình cán mới này. Gắn cái miếng khác cho mình ạ. Rồi 3m3, độ cứng là độ cứng 60, Sunfit, phôi hai da, trọng lượng con này thì là 390g, mã số 22, giá 900 nha, 900.000 ạ. Rồi tổng thể thì đây sẽ có là 22 mẫu cơ, thì mình chốt đơn cái liên hệ trực tiếp là 0923 534779, thì em chụp hình từng mẫu cần riêng em gửi đến em tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày đi câu nhiều cá, nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại giờ lần sau ạ.